Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bạo Thể Thao. Bạn có khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin trong ngày hôm nay. MU chính thức trao Edison hợp đồng 2 năm. Ten Hag biết cách giải quyết hàng công của MU. Xác nhận, đại diện của Neymar liên hệ với MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Eric Ten Hag chốt chuyển nhượng MU. Sky Sports cho hay, Eric Ten Hag muốn chốt xong hầu hết các bản hợp đồng mới trong mùa hè vào ngày 8 tháng 7 trước khi MU thực hiện chuyến du đấu đến Thái Lan và Úc. Với một số thương vụ như De Jong, Tyrell Malaysia được cho là đang ở giai đoạn cuối, có vẻ như Eric Ten Hag sẽ đạt được mong muốn. MU được loan báo đã đạt thỏa thuận với bác gia về thương vụ De Jong, cũng như ký Tyrell Malaysia từ Feyenoord. Hiện tại quỷ đỏ nhắm mục tiêu tiếp theo là Lisandro Martinez của Ajax bên cạnh đó là việc ký với tiền vệ Edinson theo dạng chuyển nhượng tự do nếu MU có thể hoàn tất bốn bản hợp đồng này thì trong một tuần tới Edinson có thể thở vào MU chính thức trao Edinson hợp đồng 2 năm Edinson vẫn đang muốn có Edinson trong đội hình của MU mùa tới trong bối cảnh đó Quỷ đỏ đã gửi một lời đề nghị về bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm mức lương 150.000 bảng trên tuần cho tiền vệ người Đan Mạch hiện chưa có câu trả lời chính thức của Ericsson cho mức đãi ngộ này của đội chủ sân Old Trafford. Xác nhận, đại diện của Neymar liên hệ với MU. Các báo cáo từ nguồn tin uy tín cho hay, người đại diện Neymar đã liên hệ đến 8 đội bóng khác nhau, bao gồm 4 ông lớn xứ sương mù là Man City, MU, Newcastle và Chelsea, 4 đội bóng còn lại là Barca, Bayern, Juve, AC Milan. Giá trị thương hiệu của Neymar đã suy giảm nghiêm trọng trong vài năm qua, Quãng thời gian thi đấu ở sân công viên các hoàng tử không thực sự thành công với cá nhân siêu sao người Brazil. Neymar thường xuyên dính chấn thương ở giai đoạn then chốt của mùa giải, đời sống cá nhân phức tạp, thiếu tính kỷ luật góp phần khiến Neymar thui chột tài năng theo năm tháng. Bị Ajax hét giá, MU rút khỏi thương vụ Anthony. Ajax yêu cầu mức phí 70 triệu bảng cho Anthony quá cao so với định giá từ phía MU khoảng 40 triệu bảng. Theo Telegraph, trước động thái kiên quyết về phía đội bóng Hà Lan, Quỷ Đỏ nhiều khả năng rút lui khỏi thương vụ trên. Nhằm tăng cường chất lượng đội hình, Eric Ten Hag đang nhắm đến nhiều cầu thủ Ajax như Julian Timber, Lisandro Martinez, Anthony. Mặc dù vậy, họ mới tiến gần đến hai mục tiêu là hậu vệ cánh trái Tyrell Malaysia và De Jong. Để San Ten Hag biết cách giải quyết hàng công của MU. Trọng tâm trước mắt của MU là củng cố hàng tiền vệ, nhưng họ cũng không quên giải quyết vấn đề trên hàng công. Eric Ten Hag đang tìm kiếm ít nhất một tiền đạo mới để san sẻ gánh nặng với Ronaldo lúc này. Với việc thương vụ Anthony đang đi vào ngõ cụt thì tại Man U xuất hiện vài sự lựa chọn cho Ten Hag. Marcus Rashford sẽ cống hiến phong độ tốt nhất nếu anh tìm lại sự tự tin dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan. Các cầu thủ trẻ Ahmad Diallo và Facundo Pelici đều có thể bổ sung cho tuyến tiền đạo nếu có cơ hội. Tuy nhiên, giải pháp đơn giản là đón tân binh, điều mà người hâm mộ chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ có điều Ten Hag vẫn còn cách khác để giải quyết vấn đề hàng công của quỷ đỏ. Thời gian của Ten Hag ở Ajax cho thấy ông có hai phương án tìm ra lời giải. Một trong những cách bố trí thú vị của Ten Hag ở Ajax là sử dụng Dusan Tajik như số 9 ảo. Khi ấy, Ajax sẽ nát hàng phòng ngự đối phương bằng sự di chuyển thông minh và linh hoạt ở tuyến tiền đạo. Mặc dù Tajik thường xuyên lùi về phía sau để tạo điều kiện cho Van der Beek xâm nhập vào vòng cấm, nhưng cựu sao Tham Tân vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của câu lạc bộ với 38 bàn thắng sau 56 lần ra sân và mùa giải Ajax trước vào bán kết C1 2018-2019. Hun trung phong câu lạc bộ đứng thứ hai với 23 bàn, trong khi Hakim Ziyech có 21 bàn và Van der Beek ghi 17 bàn. Trước mùa giải tới, MU chỉ có mỗi Ronaldo là đá được trung phong nên đội bóng vẫn còn dựa vào những người như Rashford, Bruno Fernandes ra đường Sancho hoặc một tân binh nào đó vào hè này, nhưng vì MU thiếu nguồn lực đá số 9 ảo và sở hữu một sát thủ như CR7, Ten Hag có cách khác để tận dụng nhân sự hiệu quả nhất. Mùa vừa rồi, Ceballos tiến là tiền đạo cắm và được hỗ trợ bởi Tadic lẫn Antony. Haller trở thành vua phá lưới với 34 bàn thắng sau 43 lần ra sân ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Steven Bergwijn được sử dụng như một tiền vệ tấn công theo khuôn mẫu tương tự như Bruno Fernandes ở MU. Ten có thể tái hiện công thức đó cho Ronaldo và Bruno. Handler và Beckham đều tạo sáng nên bộ đôi đẳng cấp hơn mang quốc tịch Bồ Đào Nha có thể công hiến màn trình diễn tốt nhất. Đã có rất nhiều suy đoán về việc Ten Hag phải tìm thêm người chia sẻ về Ronaldo, nhưng phương án liệu cơm gấp mắm để mô phỏng thành công tại Ajax cũng là điều đáng tính đến. Quỷ đỏ cần mua sắm vào mùa hè này, mặc dù thay đổi lớn nhất sẽ đến từ cách Ten Hag vận dụng dàn nhân sự có sẵn. 65 triệu euro cho đề dòng là quá hời với MU. Quỷ đỏ chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới và đề dòng là bản hợp đồng đầu tiên trong triều đại của Eric Ten Hag. Thương vụ này có giá khoảng 65 triệu euro cộng với 20 triệu phụ phí. Tiền vệ người Hà Lan sẽ ký hợp đồng 5 năm với MU. Những người hâm mộ lạc quan nhất tin rằng vụ chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong tuần này. MU sẽ trả 65 triệu euro ban đầu cộng với 20 triệu euro phụ phí cho câu lạc bộ Tây Ban Nha để đổi lấy sự phục vụ của De Jong. Cầu thủ 25 tuổi này có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu theo cách của Luka Modric hoặc là Marco Verratti, đồng thời sở hữu tốc độ bùng nổ trong khoảng cách ngắn, tầm nhìn tuyệt vời, khả năng tiếp xúc bằng và nhận thức hoàn hảo. Khi Hà Lan đánh bại Anh ở Nation League năm 2019, De Jong chính thức là nhạc trưởng của dàn hợp xướng giúp những cơn nóc màu da cam cuốn vang tam sư. De Jong cũng là thành viên chủ chốt của đội Ajax đã lọt vào bán kết C1 2019 dưới thời Ten Hag trước khi bị họ bị Tottenham đánh bại trước ngưỡng cửa chung kết. Thật vậy, mối quan hệ thân thiết của De Jong với Ten Hag là một trong những yếu tố quan trọng trong quyết định của cầu thủ này và việc đồng ý các điều khoản cá nhân khó có thể là vấn đề. Trong trường hợp hoàn cảnh khác đi, bác Barca thậm chí sẽ không nghĩ đến việc bán Đề Jong, một cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ của mình. Tuy nhiên, tình hình tài chính của gã khổng lồ giữa Catalan không tốt và họ cần bán ít nhất một tên tuổi lớn vào mùa hè này. Chính vì vậy, De Jong là cái tên phải hy sinh. Đây có thể coi là quyết định sáng suốt của bác gia, bởi hiện tại đội chủ dân Cano vẫn còn có các ngôi sao tuổi tin người Tây Ban Nha là Pedri và Gavi ở hàng tiền vệ. Cả hai cầu thủ trẻ trên đều được người hâm mộ đội bóng yêu mến, nên việc bị bán đi sẽ khiến chủ tịch Joan Laporta bị ghét bỏ. De Jong thì khác, dù chất lượng của anh là không phải bàn cãi nhưng anh là cầu thủ được mua từ Ajax với giá 65 triệu bằng và vốn dĩ chẳng có dây mơ dễ mà gì với đội bóng xứ Catalan với nhu cầu kiếm tiền cấp bách đó được coi là một thỏa thuận hợp lý bởi Bác gia có thể kiếm được một khoản lợi nhuận từ De Jong sau màn trình diễn trời sáng tại Rotterdam trong khuôn khổ League tháng này huấn luyện viên Rod Pay của xứ Wales cho biết De Jong là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà đội bóng của ông từng đối mặt Pay nói thêm Hãy hy vọng vì lợi ích của người hâm mộ, cậu ấy sẽ chơi ở ngoại hạng Anh mùa giải tới. Ten Hag cần phải ổn định phóng thay đồ của MU. Theo quan điểm đến từ Rene Melentin, cựu trợ lý của Sir Alex, bên cạnh công tác chuyển nhượng, Ten Hag còn phải tìm cách ổn định phóng thay đồ của Man U. Trao đổi với tờ Sport, ông chia sẻ, có một chút lo lắng nếu nhìn vào cách Liverpool và Man City chuyển nhượng với Darwin Nunes và Erling Haaland, bạn thấy họ đã mạnh lên như thế nào? Manu còn có nhiều việc phải làm hơn thế, đó là một bước tiến đối với Ten Hag. Ông ấy cần phải thuyết phục được phòng thay đổi tiếp nhận ý tưởng và cách làm việc của mình, bởi vì có một số vấn đề nội bộ trong mùa giải trước hoặc lâu hơn. Bạn muốn chiêu mộ các cầu thủ và khiến người hâm mộ phấn khích, tôi nghĩ thông điệp từ Ten Hag thông qua các phương tiện truyền thông cần phải rất quan trọng. Tôi đã không thấy chất lượng từ những kỳ chuyển nhượng vừa qua, nếu Ten Hag có một đội hình tương tự như mùa trước với những cầu thủ còn lại thì đó sẽ là một thách thức rất lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!